được mang tên Tìm Cha Nơi Đâu. Và thì chắc hẳn trong mỗi người chúng ta ai cũng đều có cha mẹ. Và trong cái mùa Vu Lan này thì mình tự nhớ đến những người cha, những người mẹ của mình. Dạ, xin mời quý vị cùng lắng lòng với bài vọng cổ Tìm Cha Nơi Đâu, một sáng tác của Thượng Tọa Thích Minh Giới. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Mừng
lòng của một người
Bài này lần đầu tiên con không mới hát và cái dây đờn thì cũng hơi thấp so với con, cho nên là con ca chưa có được tốt. Dạ, Di Đà Phật, vậy cũng quá là đạt rồi. Đây là lần đầu tiên mà dân thể hiện như vậy là cũng quá xuất sắc. Xin quý vị là sự thể hiện của Thu Vân thì rất là cảm xúc không ạ? Bài này thì cũng thưa với quý vị là hôm nay đại lễ Vu Lan đó thì duyên trùng duyên, sự trùng sự, cũng là ngày mất của thân sinh của sư, là cho nên tôi sẽ viết bài Tìm Cha Nơi Đâu đó là cũng có nhân cái duyên này nè. Cho nên hôm nay để nói cho quý vị biết là bài hát này sư muốn nghệ sĩ ưu tú Thu Vân thể hiện là để hoài niệm lại người cha lành yêu dấu của sư A Di Đà Phật. Dạ, xin được cảm ơn sư, xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thu Vân.